Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan hạng B số tự động, quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda City Top. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 415 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2018 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0908 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda City Top 2018 này các bạn nhé. Màu trắng rất là đẹp rồi, và chiếc xe này thì cũng đã được lên rất là nhiều đồ, từ màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi. Nguyên bản của những chiếc xe Honda City Top nó cũng đã đầy đủ đồ rồi, nhưng chiếc xe này cũng đã được chủ xe lên thêm đồ các bạn nhé. Rất là đẹp luôn này. Nguyên bản là đã có khóa thông minh, đè nổ này, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Tất cả đều rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Nhìn về phần đầu thì các bạn thấy đấy ạ, đèn đóm tất cả còn nguyên đấy. Và dàn lốp thì còn rất là dày các bạn nhé. La răng đúc, mặt phay, dàn lốp rất là dày luôn này. Mức tiêu thụ nhiên liệu của những chiếc xe Honda City Top nó cũng rất là khiêm tốn mà nhé. Chỉ 4,86 lít cho 100 km quãng đường ngoài đô thị, tức là ngoài đường trường. Nếu trong đô thị 7,59 lít, còn nếu như kết hợp là 5,8 lít các bạn nhé. Phiên bản Top tiết kiệm hơn cả phiên bản thường các bạn ạ. Toàn bộ về phần ngoại thất rất là đẹp rồi. Nội thất đây, từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô này, vô lăng, cần số, tay phanh đều đẹp luôn. Màn hình Android rất là to. Chiếc xe này thì chủ xe không bọc trần đấy, nỉ trần còn nguyên bản rất là đẹp đây. Nội thất ghế da này rất mới luôn các bạn nhé. Đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, phiên bản 1.5 Top các bạn nhé. Đấy, gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương và vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, kiểm soát hành trình, ga tự động hay còn gọi là cruise control này, sang số thể thao trên vô lăng. Đấy, đều đẹp luôn các bạn nhé. Một chiếc xe rất là đẹp. Nội thất này, toàn bộ hàng ghế sau đây đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy, nội thất ghế sau đều rất là mới. Đây là cái phần cốp sau đây các bạn nhé. Cốp sau này, từ ốc cốp sau này, keo chỉ cốp sau nguyên zin này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. 2018. Đây là cái phần cốp sau. Đây là cái gì đây? Không biết là cái bộ gì của khách để lại, chủ xe để lại này. Đấy, nỉ này cũng đều rất đẹp luôn, chưa có bị xước sát gì quý bạn nhé. Lốp sơ cua rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, nội thất này, táp bi cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa này, đều rất là mới luôn. Đấy, một chiếc xe 2018 rất là đẹp đây. Toàn bộ về phần ngoại thất đều và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất, về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City Top này là một cái khối động cơ xăng iVTEC với dung tích 1.5 lít kết hợp với hộp số CVT các bạn nhé, tức là hộp số tự động đấy ạ. Và động cơ này là còn nguyên bản này, nguyên bản từng con ốc một các bạn nhé, chưa có bị ốc nào tháo ra này. Ốc cabo cũng nguyên bản này, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, tất cả còn nguyên bản này. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Rất là mới, chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ cái động cơ này đi rồi. Đấy, rất là đẹp. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Honda City Top sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh hơn 8 vạn km nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 415 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320
đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để đến xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ những kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.